Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum cho biết đang tiếp tục điều tra điểm chứa gỗ lậu vừa được phát hiện tại mỏ khai thác cát sỏi trên sông Đắk Persi ở xã Đắk Persi, huyện Đắk Hà. Trước đó, ngày 1 tháng 3, khi kiểm tra bãi tập kết cát sỏi, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục lóng gỗ được giấu dưới lớp cát ở nhiều điểm khác nhau. Trong đó có hộp gỗ bề rộng 80 cm, 6 cây gỗ tròn gần 30 m, đường kính 60 cm cùng một số lóng gỗ vừa mới được khai thác. Số còn lại có dấu hiệu đã ngâm nước lâu ngày. Điểm tập kết cát nằm sát đường tránh lũ, chủ mỏ đã dựng hàng rào cao khoảng 2 m để chắn tầm nhìn từ ngoài vào. Cổng vào có lắp camera giám sát và có người trực gác. Điểm khai thác cát sỏi số 87 trên sông Đắk Bờ Si ở xã Đắk Bờ Si, huyện Đắk Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cấp phép ngày 15 tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, quá trình khai thác, chủ mỏ là công ty trách nhiệm hữu hạn 87 đã từng để xảy ra nhiều sai phạm.